Luận Đại Trí Độ, quyển 65, phẩm thứ 43, tiếp theo, Vô Tác, tiếp theo, kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận đọc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng bị các bệnh ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chẳng bị thân tàn phế, chẳng bị suy yếu, chẳng bị hoại tử, lại còn được vô số chư thiên từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời Tịnh Cư Thiên theo nghe pháp. Mỗi tháng trong 6 ngày trai, mồng 8, 14, 15, 23, 29 và 30, tại nơi mà thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên đồng dân tập để nghe. Thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật giữa đại chúng như vậy, được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể nghĩ bàn được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo, nên người thuyết Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng vô biên công đức như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cứu thoát chúng sanh ra khỏi các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ra khỏi cảnh bần cùng, hạ tiện. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian mới có các đại gia, đại tộc, mới có các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có 10 thiện đạo, có 4 thiền, có 4 vô lượng tâm, có 4 vô sắc định, có 4 niệm xứ, dẫn đến có 8 thánh đạo, có 10 lực, dẫn đến có 18 bất cộng pháp, có nhất thiết chủng trí, có vô thượng bồ đề. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có Thanh Văn đạo, có Bích Chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo. Y theo Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập sẽ được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại trân bảo, chẳng có pháp gì sánh kịp. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn sanh, diệt, cấu, tịnh, thủ, xả, thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô sở đắc trân bảo Ba La Mật. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn nhiễm ô, vì chỗ dụng nhiễm pháp là bất khả đắc. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô nhiễm trân bảo Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng biết như vậy, chẳng phân biệt như vậy, chẳng đắc như vậy, chẳng hí luận như vậy, thì Bồ Tát đó mới hành Bát Nhã Ba La Mật, mới là kính lễ chư Phật, mới là từ Phật độ này đến Phật độ khác tôn kính, cúng dường, tán thán chư Phật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ vậy. Này Tu Bồ Đề, đối với các pháp, Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có lực, chẳng phải chẳng có lực, chẳng thọ lãnh, chẳng ban pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng trú ba cõi, chẳng đi ba cõi. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ cũng chẳng xả Đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thủ cũng chẳng xả nội không, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả vô pháp hữu pháp không, chẳng thủ cũng chẳng xả bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả tám thánh đạo, chẳng thủ cũng chẳng xả mười lực, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả 18 bất cộng pháp, chẳng thủ cũng chẳng xả nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Thanh Văn và Bích Chi Phật, Phật Pháp, cũng chẳng xả phàm phu pháp, chẳng thủ Phật Pháp cũng chẳng xả Thanh Văn và Bích Chi Phật Pháp, chẳng thủ vô di pháp cũng chẳng xả hữu di pháp.
Vì sao? Vì dù có Phật hay dù chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát. Pháp tánh, pháp trú, pháp vị vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát vậy. Luận hỏi: người thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức niệm Bát Nhã Ba La Mật vẫn còn có các bệnh ở thân, như vậy vì sao nói là chẳng có các bệnh? Đáp: như trước đây đã rộng nói, người thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh đức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi tác Bà Nhã Tâm, có công năng quỷ diệt các tác nhân dẫn đến ba đường ác. Do có đại công đức như vậy nên chẳng còn thọ khổ nghiệp báo, bởi vậy nên nói là chẳng còn có các bệnh, chẳng còn bị hoạn tử. Phật dạy: các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại, chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Xem thêm ở quyển 57 Bảo Pháp Công Đức và quyển 58 Khuyến Trì. Hỏi: ở trên thiên giới cũng có Bát Nhã Ba La Mật, như vậy vì sao nói ở nơi nào có thiện nam hay thiện nữ vào 6 ngày trai thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật thì có chư thiên dân tập đến nghe? Lại vì sao nói thiện nam thiện nữ này có vô lượng vô biên công đức? Đáp: ở trên thiên giới cũng có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, cũng có thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Ví như ở cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đông Súc, thường có chư Phật và chư Bồ Tát Bổ Xứ đến thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng hàng chư thiên thường ít có được cơ duyên phát tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật, hoặc vì chìm đắm trong phước lạc như chư thiên cõi dục, hoặc vì chìm đắm trong thiềm vị như chư thiên cõi sắc. Xem thêm ở quyển 56 Phẩm Tam Tháng. Bởi vậy nên Phật nói với vị Đế Thích và chư vị thiên chủ: khi Atula sanh tâm cùng với các ông cộng chiến, thì các ông nên nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Có như vậy thì ác tâm của hàng Atula liền tiêu diệt và việc đấu tranh liền chấm dứt. Xem thêm ở quyển 58 Phẩm Khuyến Trì. Trong lúc đó thì người ở cõi Diêm Phù Đề thường có nhiều thuận duyên hơn chư thiên ở các cõi trời, hơn người ở châu quốc Đan Diệt rất nhiều. Đó là hưởng phước lạc ích nên dễ đoạn dâm dục, có được niệm lực mạnh mẽ nên nhớ được lâu, tinh tấn, dũng mãnh. Do vậy mà ở cõi Diêm Phù Đề có nhiều thiện nam, thiện nữ tinh tấn thọ trì, đọc tụng, biên chép, thuyết giảng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Mỗi khi có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì chư thiên thường dân tập về cõi này để lễ bái cúng dường kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật và để nghe vị pháp sư thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thuyết nói: dù ở trên cõi trời cũng có Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chư thiên vẫn thường dân tập về cõi Diêm Phù Đề để lễ bái và nghe Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chư thiên muốn tăng ít phước đức để tỏ lòng tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Vì chư thiên muốn hộ trì thiện nam thiện nữ thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì chư thiên muốn chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, khi thấy ánh quang minh chiếu rọi hoặc ngửi được mùi thơm lạ, thì chúng sanh ở cõi này biết có chư thiên xuống để lễ bái và nghe thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, nên càng sanh tâm tinh kính Bát Nhã Ba La Mật. Vì họ nghĩ rằng chư thiên còn đến đây nghe pháp, huống nữa là chúng ta. Xem thêm ở quyển 58 Phẩm A Nan Xưng Tán. Lại nữa, người tu hành ly dục thường bị các ác ma cám dỗ, khiến có thể bị thối tâm,
dẫn đến có thể bị đọa vào đường ác. Nhưng nếu tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma chẳng dám đến gần quấy nhiễu nữa. Bởi nhân duyên vậy, vào 6 ngày trai trong tháng, chư thiên thường thủ hộ pháp sư. Vì sao? Vì vào các ngày này, kẻ ngoại đạo thường lấy huyết tươi của súc vật để tế thần, nên các loài ma quỷ thường hay lộng hành náo loạn. Vào các ngày ấy, các vị pháp sư thường đăng đàn thuyết pháp, các tín đồ cũng thường thọ trì trai giới, hành bố thí, nghe pháp vân vân. Nên chư thiên thường đến nghe pháp và ủng hộ người hành đạo. Nếu vào các ngày ấy mà pháp sư thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì được chư thiên tán thán cúng dường. Vì sao? Vì người độn căn nghe pháp chỉ được lợi ích ít, nhưng người căn trí thông lợi, cũng như hàng chư thiên được lợi ích rất nhiều vậy. Cho nên Phật dạy trong các ngày trai, nếu vì chư thiên và đại chúng mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì được vô lượng vô biên công đức. Hỏi: vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo Ba La Mật? Đáp: Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo, là dư ý bảo châu thường làm cho chúng sanh mãn nguyện lìa khổ được vui. Lìa khổ nói trên đây là làm tiêu hủy hết thảy các tác nhân dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các tác nhân dẫn đến cảnh bần cùng, hạ tiện. Được vui nói trên đây là thành tựu ở thế gian các đại gia, đại tộc, thành tựu thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo, thành tựu mười thiện đạo, dẫn đến nhất thiết chủng trí, khiến chúng sanh y theo đó mà tu tập, sẽ được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người có như ý bảo châu, muốn được thức ăn uống, áo quần, thuốc men, vàng bạc, vân vân, đều được như ý nguyện. Thế nhưng